Dạ, nếu bạn muốn cuốn chả giò thì bạn phải có bánh bía chả giò. Và bây giờ là mình bỏ nhân vào nè. Đây. Chuẩn bị cuốn thôi. Gấp cái đầu nó lại. Gấp tiếp hai đầu hai bên. Bắt đầu cuốn thôi. Thấy chưa? Cuốn không được chắc quá cũng không được lỏng quá nha. Và đây đã hình thành một cái cuốn chả giò rất là đẹp luôn. Bây giờ mình hãy nhìn lại cái cách cuốn chả giò rất là đơn giản nha mọi người. Rất là đẹp mắt luôn. Cuốn ra một cái cuốn rất là ok cho nhân vào. Cuộn lại. Gấp hai đầu. Vuốt vuốt hai bên. Và bắt đầu cuốn thôi. Ta-da! Thành một cuốn chả giò rất là đẹp mắt luôn.